Thưa khán giả, sáng nay ngày 16 tháng 8, lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức đoàn đi khảo sát hướng tuyến vị trí giao cắt, bố trí các nút giao dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn đi qua địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn có ông Lâm Văn Mẫn, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Văn Lâu, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lâm Hoàng Nghiệp, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành chức năng, ban quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng và đơn vị tư vấn. Đoàn đã đến khảo sát thực địa vị trí giao cắt giữa tuyến cao tốc và đường tỉnh 939, đường tỉnh 940 tại thị trấn Quỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú. Theo hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được phê duyệt, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án thành phần 4 đoạn qua tỉnh Sóc Trăng có chiều dài 56,9 km, điểm đầu tuyến tại km 131+00 nằm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cách tuyến quảng lộ Phụng Hiệp khoảng 800m, đi qua địa bàn huyện Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Trần Đề. Tại buổi khảo sát, đơn vị tư vấn đã trình bày phương án dịch chuyển hướng tuyến, vị trí các nút giao để tránh các khu đông dân cư, cơ sở tôn giáo, hệ thống đường điện cao thế, giao cắt quá nhiều với hệ thống giao thông của khu vực. Theo đó, theo hướng tuyến đi vào địa bàn huyện Mỹ Tú khoảng 8km sẽ điều chỉnh rẽ phải ra đồng trống và dịch chuyển vị trí giao cắt với đường tỉnh 939, đường tỉnh 940 khoảng 1,5 km để tránh đi qua trung tâm thị trấn Quỳnh Hữu Nghĩa đông dân cư. Với điểm giao cắt quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, đơn vị tư vấn đề xuất điểm giao cắt cách cầu Bưng Cốc khoảng 600m về hướng Bạc Liêu và dự kiến bố trí vị trí hai nút giao kết nối từ thành phố Sóc Trăng vào cao tốc tại tuyến tránh thành phố Sóc Trăng thuộc địa bàn phường 10 và điểm kết nối từ Bạc Liêu lên vào cao tốc cách chùa Chén Kiểu khoảng 500m. Trên địa bàn huyện Trần Đề, việc dịch chuyển hướng tuyến về phía nam sẽ tránh giao cắt hai lần với đường tỉnh 934. Theo đó, đơn vị tư vấn đề xuất phương án dời vị trí điểm giao cắt với đường tỉnh 935 qua cầu Tắc Bướm để tránh các điểm đông dân cư. Lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành tỉnh và các địa phương thống nhất cao với phương án đề xuất của đơn vị tư vấn. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Lâu đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục khảo sát, nghiên cứu thật kỹ các vị trí giao cắt, kết nối qua các địa phương, tránh khu dân cư, nhà cao tầng, các cây cầu lớn hiện hữu nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến người dân, thuận tiện trong công tác giải phóng mặt bằng, tránh tăng tổng dự toán đã được phê duyệt. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Hội thảo được trực tuyến đến 62 điểm cầu trên cả nước. Dự tại điểm cầu Sóc Trăng có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Hội thảo là một sự kiện khoa học có quy mô toàn quốc và có ý nghĩa hết sức quan trọng. Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của nhiều học giả, các nhà khoa học nghiên cứu đóng góp ý kiến. Tại hội thảo, các đại biểu chuyên gia đã phân tích làm rõ các nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng nhà nước, về phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, phát huy các nguồn lực bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, vị trí vai trò của những đóng góp của lực lượng công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia. Hội thảo cũng đã làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và khẳng định vị trí tầm quan trọng phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia. Kết quả hội thảo là cơ sở để kiến nghị với lãnh đạo Đảng, nhà nước có chủ trương giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần chủ động bảo vệ Tổ quốc, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và đối ngoại của đất nước. Cũng trong sáng nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự hội nghị có ông Dương Sà Kha, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Nhân dân tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy. Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn cấp cơ sở được tổ chức và hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2023. Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức sau khi hoàn thành Đại hội Công đoàn cấp cơ sở và xong trước ngày 31 tháng 7 năm 2023 và Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng được tổ chức trong quý 3 năm 2023. Hội nghị đã thông qua hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự, xây dựng văn kiện đại hội, hướng dẫn quy định chế độ chi tổ chức đại hội, đồng thời thảo luận về công tác tổ chức đại hội điểm, cơ cấu tổ chức, thu chi trong tổ chức đại hội. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Dương Sà Kha đề nghị các cấp công đoàn cần xây dựng, chuẩn bị tốt công tác nhân sự, văn kiện đại hội, quan tâm tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh cần quan tâm thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội và báo cáo cấp trên kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức đại hội, đảm bảo sự thành công của Đại hội Công đoàn các cấp trong tỉnh.
Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở ngành có liên quan và đại diện Ủy ban Nhân dân thị xã Ngã Năm để giải quyết những vướng mắc liên quan đến Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu. Trước đó, năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án kho trung chuyển xăng dầu, nhà máy phối trộn xăng sinh học, trạm chiết nạp ga, trạm cung cấp xăng dầu sinh học do Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu làm chủ đầu tư. Địa điểm thực hiện dự án tại cụm công nghiệp Ngã Năm, thị xã Ngã Năm với tổng vốn đầu tư 210 tỷ đồng. Đến nay tiến độ giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, tuy nhiên hiện công ty có đề xuất về việc trả tiền thuê đất một lần thay vì trả theo hàng năm. Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc quyền lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất tại Điều 172 Luật Đất đai, Nghị định 18/82 của Chính phủ. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Quốc Nam thống nhất ý kiến của các đại biểu về việc tạo điều kiện để Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu thực hiện dự án, cũng như cân nhắc thực hiện hình thức trả tiền thuê đất của công ty phải phù hợp theo quy định pháp luật. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ ghi nhận những đề xuất kiến nghị của sở ngành trình Ban Cán sự Đảng xem xét giải quyết.